Công an thành phố Đồng Xoài, Bình Phước đã bắt giữ Nông Thành Luân để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Công an xã Tân Thành đã đột kích ập vào bắt quả tang Nông Thành Luân đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi quần của Luân đang mặc có các dấu 11 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa tinh thể màu trắng. Khai nhận với công an, Luân cho biết chất màu trắng bên trong các đoạn ống hút là ma túy dạng heroin. Luân mua được trước đó, cất giấu với mục đích sử dụng và bán lại cho người khác kiếm lời. Thời điểm kiểm tra còn có Nguyễn Đình Dũng, 30 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, là người nghiện đến mua ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, cả Luân và Dũng đều dương tính với chất ma túy. Công an thành phố Đồng Xoài đã lập biên bản sự việc, đồng thời đưa cả hai người về trụ sở công an để làm việc.